Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Rất là lâu rồi hôm nay tôi mới ngồi lại ở đây. Và xin thông báo với anh em một tin vui là ở cuối video này thì tôi sẽ quay thưởng hộp Travel Box như đã hứa với anh em, là một hộp Travel Box da bò ở cuối video này anh em nhé. Và ngày hôm nay thì tôi đã ngồi ở đây với một chiếc đồng hồ đảm bảo. Đó chính là một trong số những chiếc đồng hồ ít nhất hoặc là hiếm hoi nhất mà được lên sóng của Gia Bảo từ xưa đến nay. Và chiếc đồng hồ này đó là một chiếc đồng hồ mà tôi nói vui là dành cho những người điện hay là gọi là người nhiễm từ ấy. Đó thì thôi không làm mất thời gian của anh em nữa. Ngày hôm nay thì tôi sẽ đánh giá với anh em chiếc đồng hồ Rolex Min Gold với mã hiệu là 116400. Và chiếc đồng hồ này có những gì đặc biệt thì chúng ta cùng tìm hiểu trong video này anh em nhé. Đầu tiên, trước khi nói đến cái chiếc Min Gold này thì có lẽ là ngày hôm nay thời điểm này đấy là cái thời điểm rất là nóng của Bitcoin. Đó chính là cái thời điểm mà Bitcoin có cái mức giao dịch khoảng 40.000 USD cuối năm, đúng không ạ? Thời điểm mà chúng ta không thể tưởng tượng được mức giá Bitcoin cao như vậy. Đồng nghĩa tôi phải nói là đồng nghĩa với việc chúng ta hãy nhìn sang giá Rolex mà xem. Cách đây 3 năm trước tôi chia sẻ với anh em là những chiếc Min Gold đang trên tay tôi đây, nó có cái mức giá dao động chỉ từ 5.000 đến 7.000 đô tùy tình trạng cũ mới. Nhưng hiện nay giá nó lại hoàn toàn khác, mức giá dao động của nó đã dao động ở mức từ 9.000 đến 10.000, thậm chí là hơn 10.000 đô cho một chiếc đồng hồ tùy tình trạng cũ mới. Không nổi bật hay là không có nhiều những gọi là làn sóng chơi như là Submariner hay là GMT những năm trở lại đây, nhưng ngày hôm nay khi chúng tôi điểm mặt chiếc đồng hồ này, thực sự mà nói là chúng tôi giật mình với giá của nó, giật mình luôn với tình trạng của một chiếc mới có mức giá khoảng 10.000 đô, trong khi 3 năm trước giá nó chỉ khoảng 6.000 đến 7.000 USD, tăng 30% với một chiếc Rolex mà chúng ta gọi là con rẻ, là một chiếc đồng hồ không được ưa chuộng, thì một cái mức giá tăng như vậy đó là một cái điều tôi nghĩ là chúng ta cũng phải xem xét, đúng không ạ? Và chiếc đồng hồ Min Gold ngày hôm nay chúng tôi lên tay ở đây là chiếc đồng hồ với cái mặt số màu xanh. Cái chiếc đồng hồ này đây là chiếc đồng hồ với cái mặt số tôi phải nói là dễ bán nhất của dòng Min Gold. Những cái mặt số khác như là mặt trắng này hay mặt đen thì thực sự mà nói là những chiếc đồng hồ đó khó bán hơn chiếc mặt xanh này rất nhiều. Thời gian trước ấy, khoảng tầm 3 năm trước tôi nhớ là tôi có một vài chiếc Min Gold như này, nhưng thật sự mà nói là rất khó để giao dịch. Nói qua một chút về Min Gold thì đây là một chiếc đồng hồ sport watch, thì cũng có thể gọi là sport watch, nhưng nó phải nói đúng là tool watch, tức là đồng hồ dành cho đồng hồ công cụ thì đúng hơn. Ví dụ như những chiếc Submariner nhá, là dành cho những người lặn này, GMT là dành cho phi công này, hay là những chiếc Explorer là dành cho những nhà thám hiểm, thì Min Gold là dành cho những người hoạt động ở trong môi trường từ tính rất là mạnh. Giải thích về cái từ Min Gold thì Min nó là trong tiếng Pháp thì nó là 1.000, 1.000 Gold nó là từ trường, thì Min Gold thì nó thể hiện được là chiếc đồng hồ này chống được từ trường ở mức 1.000 Gold. Rất là buồn cười một điều đấy là thời điểm này 1.000 Gold nghe nó có vẻ là to đấy, nhưng nó lại hoàn toàn rất nhỏ, nó không bằng một chiếc Omega mà hiện tại chống từ được khoảng 15.000 Gold. Tức là chiếc đồng hồ này nó đã lỗi thời rồi về cái vấn đề những khả năng chống từ trường. Thì đấy, giải thích qua một chút về cái tên Min Gold cho anh em, đó chính là khả năng chống từ trường 1.000 Gold. Đó thì chiếc đồng hồ đang trên tay tôi đây, đây như anh em đang nhìn thấy, chúng ta sẽ thấy nó, nếu như nhiều anh em nhìn qua chiếc đồng hồ này không để ý cái kim, cây kim hay là lớp kính sapphire xanh, thì chúng ta sẽ nghĩ đây là một chiếc đồng hồ Rolex Oyster Perpetual 116300. Bởi vì sao? Bởi vì nhìn trông nó đầu chọc này, dây Oyster này, dáng rất là giống luôn, nhưng nó hoàn toàn khác. Không phải Datejust đâu anh em nhé, Datejust nó phải có ô lịch. Nhưng khi mà chúng ta nhìn gần một chút thì chúng ta sẽ thấy ấn tượng ngay ban đầu, đó chính là cái cây kim màu da cam rất là ấn tượng. Cây kim màu da cam rất là ấn tượng với dòng chữ Min Gold, với những cái vạch phút hay là điểm 5 phút là màu da cam rất là ấn tượng. Đó thì nếu như chúng ta nhìn qua thì chúng ta sẽ thấy nó rất nhiều điểm tương đồng
với những chiếc Oyster Perpetual đó. Và tuy nhiên cái điểm khác biệt thứ hai mà tôi muốn nói đó chính là cái kính của cái chiếc Mint Ghost này cũng rất là đặc biệt. Nó có cái màu xanh lá cây, nó rất là đẹp. Thay vì kính bình thường thì chúng ta sẽ thấy nó rất là trong, hoặc là nó có ánh cái màu xanh nước biển, thì chiếc đồng hồ này nó là ánh xanh lá cây. Đó là hai điểm khác biệt chính của chiếc Mint Ghost này so với cả một chiếc Oyster Perpetual thông thường. Đó chính là về ngoại hình ấy, thì đó chính là kim, cái điểm da cam, hình tia sét với cả kính được trang bị chống lóa màu xanh lá cây. Đó là hai điểm cơ bản. Còn về chức năng ấy, thì nó chống từ được cao hơn. Còn đánh giá cảm nhận của tôi về chiếc đồng hồ này, tại sao nó lại là con ghẻ, tôi phải nói đúng với anh em đây là nó tại sao nó lại con ghẻ mà nó không được như những chiếc Tumwatt khác như là GMT hay là SUP ấy. Thì quan điểm cá nhân của tôi đó chính là nó ở giữa hai cái phân khúc là dress watch với sport watch. Đó, những người người ta thích đeo dòng dress watch ấy, thì người ta sẽ không lựa chọn chiếc đồng hồ này, mà những người chọn đồng hồ sport watch ấy, thì người ta cũng lại khó để mà chọn một chiếc nó hơi nửa nạc nửa mỡ như vậy, như chiếc Mint Ghost đang trên tay tôi đây. Đó, và những người ta mua Mint Ghost là bởi vì sao? Bởi vì như những chiếc trước đây tôi bán ấy, thì thực sự là bởi vì anh em rất là đam mê cái thương hiệu Rolex, và người ta có một chút nào đó làm việc trong môi trường tử tính thôi, một chút thôi, chứ không phải là ai cũng mua chiếc Mint Ghost này bởi vì là trong môi trường tử tính. Mà anh em vì là đã sưu tập đủ rồi, Dangerous này, Daydate này, xong rồi GMT cũng có rồi, sắp có rồi, thì tự nhiên thấy một cái chiếc Mint Ghost nhìn nó có cái kim xét giật này nó hay thì mua. Thực sự tôi nói vui là thực sự là những bác mà mua những chiếc Mint Ghost này là đã có quá nhiều đồng hồ Rolex rồi thì mua thêm cho gọi là bộ sưu tập thêm anh thêm em kiểu vậy. Đó là lý do vì sao mà khi mà tất cả những cái bộ sưu tập khác của Rolex tăng thì Mint Ghost lại tăng gần như là chậm nhất. Sau đây thì chúng ta cùng lên tay chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này thì không phải gu của tôi, nói nghiêm túc là như vậy, bởi vì sao? Nó hơi nửa nạc nửa mỡ như tôi vừa nói với anh em lúc đấy. Chiếc đồng hồ này đeo thực sự là nó ấn tượng với tôi bởi cái cây kim thôi, duy nhất cái cây kim và những cái điểm nhấn màu da cam. Còn lại khi đeo lên tay nó hơi bất tiện, thứ nhất là không có lịch, thứ hai đấy là với một mức giá nó cao hơn một chiếc OP tương đối, để thêm một cái tính gọi là tính kháng từ và một cái điểm nhấn, thì tôi cá nhân tôi thấy chưa thỏa mãn. Với cái mức giá khoảng 10.000, tôi có thể lựa chọn được những sự lựa chọn khác, ví dụ như là một chiếc Yachtmaster đã qua sử dụng chẳng hạn là như vậy. Tôi cũng có thể lựa chọn được một chiếc Submariner nhá, no date nhá, nhìn nó cực kỳ cân đối, một chiếc Submariner no date. Đó, đấy là gu của tôi, sport watch. Còn nếu mà chuyển sang dress thì tôi sẽ lựa chọn một chiếc dây Jubilee. Có lẽ là tôi suy nghĩ cũng giống như là nhiều anh em chơi Rolex, thế nên là chiếc đồng hồ vẫn hơi bị thất sủng so với những người anh em khác, bộ sưu tập khác. Anh em nghĩ như thế nào về chiếc Rolex Mint Ghost này? Và nếu như ngân sách của anh em có khoảng 10.000 USD, tương đương khoảng 230 triệu Việt Nam đồng, thì anh em sẽ lựa chọn một chiếc Rolex Sport Tab nào thay vì chiếc Mint Ghost? Hay là anh em sẽ lựa chọn Mint Ghost giống như vị khách hàng của tôi? Đó, thì hãy cùng comment ở dưới video này anh em nhé. Và sau đây thì chúng ta hãy chuyển sang cái mục quay số tặng hộp. Đây là một món quà mà tôi rất là mong muốn tri ân tới anh em đã ủng hộ, những vị khán thính giả đã ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Đó là một hộp Travel Box như đã giới thiệu ở video AP lần trước. Và đây là màn hình quay số ngẫu nhiên của chúng tôi từ số 0 đến 99. Và sau đây thì tôi sẽ thử quay test cho anh em nhé. Đó, mọi thứ là đều ngẫu nhiên, số 43, 73, rồi 34 sau 3 lần quay số ngẫu nhiên. Thì sau đây tôi sẽ quay số thật và ai sẽ là chủ nhân của chiếc hộp Travel Box vải bò có trị giá là 1,5 triệu. À, số 34, lại là số 34. Số 34 có không ạ? Không có số 34, rất là đáng tiếc. Người tiếp theo, số 82, có số 82 không ạ? Không có số 82, wow. Ít người chơi quá nhỉ? Số 96, số rất đẹp như này, khả quan.
Có số không ạ? Có số 96 không ạ? Không có. 9669 mà không có à? 56, số này có không ạ? 56. Không có luôn. 26, ui. Nhiều 6 thế nhỉ? 26 có không ạ? Không có luôn. 26 tiếp. 38. 38 có không ạ? Đầu tìm quá anh em ơi. Có 38. Và rất là chúc mừng vị thính giả đã comment số 38, và chúng tôi sẽ liên hệ tới vị thính giả số 38 để thân tặng hộp treo bóc này. Chúc anh chị sẽ có một cái chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh để đựng chiếc đồng hồ chân quý của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.